Chào mừng các bạn đến với chương trình Sân Si Tin được phát sóng vào 19 giờ mỗi tối. Nổi tiếng từ sau cuộc thi The Voice 2015 với danh hiệu quán quân, thế nhưng tài năng của Đức Phúc không đi kèm với nhan sắc. Điều này càng khiến công chúng nhanh chóng lãng quên. Dù tiếp tục có sản phẩm, nhưng vẻ ngoài vẫn luôn là điều trăn trở của Đức Phúc. Tối ngày 29 tháng 7 vừa qua, Đức Phúc bỗng nhiên trở thành tâm điểm của cộng đồng mạng khi xuất hiện trong một đoạn clip với diện mạo hoàn toàn mới. Thông tin giọng ca cũng đành thôi, phẫu thuật thẩm mỹ đã được người hâm mộ biết đến từ lâu, nhưng có lẽ chẳng ai ngờ Đức Phúc lại lột xác đến như vậy. Chú vịt con ngày nào giờ đây đã hóa thành thiên nga. Đôi môi dày, chiếc mũi tẹt và gương mặt bầu bĩnh ngày ấy đã được thay thế bằng gương mặt V-Line với đường nét thanh tú, chiếc mũi cao hệt như một hot boy. Bản cover Ánh Nắng Của Anh mới nhất của Đức Phúc cũng chính là clip được chia sẻ nhiều nhất. Không phải vì giọng hát mà bởi sự lột xác ngoạn mục của chàng trai này, showbiz Việt cũng được một phen dậy sóng. Các nghệ sĩ như Phạm Quỳnh Anh, Hồ Hoài Anh, Thanh Duy, Trung Quân, Trịnh Thành Bình gần như không thể tin vào mắt mình và gửi nhiều lời chúc mừng đến chàng ca sĩ. Đặc biệt huấn luyện viên Mỹ Tâm cũng ủng hộ cậu học trò cưng của mình. Cô nói: "Phúc có hỏi qua tôi, nhưng tôi thấy mình không có gì phải cản bước em ấy. Tôi nghĩ điều đó là tốt, quan trọng em ấy cảm thấy như thế nào thôi." Còn về phía các fan hâm mộ và cộng đồng mạng, ai ai cũng phát cuồng vì diện mạo mới của chàng trai này. Mọi người đều ghen tị và hoàn toàn tin tưởng vào một tương lai tươi sáng của Đức Phúc sau này. Chúc mừng anh! Mới đây, Kim Lý vừa chia status đầy tình cảm Missing You. Ngay lập tức, Hà Hồ là người bình luận đầu tiên. Cô không viết bằng chữ mà để một biểu tượng nhíu mày cực dễ thương. Liền sau đó, nam diễn viên comment công khai ngay chính post đó rằng: "I miss em Hà ơi." Tạm dịch: "Tôi nhớ em lắm Hà ơi." Phát ngôn của nam diễn viên đã thu hút rất nhiều sự chú ý từ phía người hâm mộ. Bởi lẽ trước đó, dù trở thành tâm điểm vì tin đồn tình cảm, nhưng cả Hồ Ngọc Hà và Kim Lý đều khá giữ khoảng cách với đối phương. Thậm chí, nữ hoàng giải trí còn khẳng định nếu như công chúng hiểu lầm cô và bạn diễn đang hẹn hò thì là vì cả hai đang diễn xuất quá đạt. Nhiều fan khác vào hỏi thẳng Kim Lý có phải anh đang nhớ Hà Hồ hay không, thì anh không ngại ngần hay giấu giếm, lập tức thả tim thay cho câu trả lời. Một số khác tiếp tục ủng hộ Kim Lý và Hà Hồ nên duyên vì họ quá đẹp đôi. Trước khi thẳng thắn bày tỏ nỗi nhớ nhung tới Hồ Ngọc Hà, Kim Lý còn gây chú ý khi bảo like những hình ảnh và status của giọng ca cả một trời thương nhớ. Có thể thấy, liên tiếp có những động thái vô cùng đáng ngờ, cặp đôi này đang khiến người hâm mộ tin vào nghi vấn tình cảm hơn bao giờ hết. Liệu rằng sau tất cả, Hà Hồ và Kim Lý có thật sự là clip giả tình thật hay không đây? Tối ngày 30 tháng 7, chương trình Thay Lời Muốn Nói với chủ đề Kết Nối Yêu Thương đã được diễn ra nhằm tưởng nhớ đến ngày giỗ thứ tư của nam ca sĩ Hoàng Bi Tuấn Anh. Chuẩn bị cho đêm nhạc ý nghĩa này, Đông Nhi và Phạm Quỳnh Anh vừa có buổi chạy sân khấu tổng duyệt. Cả hai đã thể hiện mùi mẫn ca khúc Nụ Cười Còn Mãi và đăng tải trên trang cá nhân của Phạm Quỳnh Anh, khiến người nghe vô cùng cảm động. 4 năm rồi vẫn sụt sùi trên sân khấu, tối nay không biết như thế nào nhỉ, vẫn còn duyên với nhau lắm cậu ạ. À, Phạm Quỳnh Anh chia sẻ cùng người bạn Đông Nhi. Đông Nhi, Phạm Quỳnh Anh vốn là những người bạn thân của Oanh Bi, họ từng có nhiều dự án hợp tác với nhau, cho nên lần này tham gia thật sự ý nghĩa. Đối với cả hai, Đông Nhi, Phạm Quỳnh Anh đã cùng thay mặt nhiều anh chị em nghệ sĩ tưởng nhớ đến chàng ca sĩ trẻ này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Sun City, và đừng quên cập nhật những thông tin nóng nhất của Sun City bằng cách subscribe kênh SME Channel nhé.